Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Theo quyết định, phạm vi đánh giá phân loại đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương là toàn bộ địa giới hành chính hiện hữu của tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích tự nhiên là 4.947,14 km2. Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 924/QĐ-TTg công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1. Theo đó, phạm vi đánh giá phân loại đô thị là toàn bộ địa giới hành chính hiện hữu của tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích tự nhiên là 4.947,14 km2. Khu vực nội thành là khu vực dự kiến thành lập hai quận trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, gồm toàn bộ địa giới hành chính hiện hữu của thành phố Huế có tổng diện tích tự nhiên là 266,46 km2. Trước đó, ngày 22 tháng 7, tại trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra hội nghị thẩm định đề án công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1 và đánh giá trình độ cơ sở hạ tầng của khu vực dự kiến thành lập quận, phường thuộc đô thị Thừa Thiên Huế. Theo nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị, quy hoạch tỉnh 1745/QĐ-TTg, quy hoạch chung 108/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế. Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mô hình đô thị dự kiến với 9 đơn vị hành chính gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện. Cụ thể, đối với khu vực dự kiến thành lập quận, bao gồm quận Phú Xuân có diện tích 127,05 km2, quy mô dân số khoảng 203.142 người của 13 phường thuộc thành phố Huế và quận Thuận Hóa, trên cơ sở phần còn lại của thành phố Huế, 19 phường có diện tích 139,41 km2 tự nhiên, quy mô dân số khoảng 297.507 người. 3 thị xã gồm Phong Điền, Hương Thủy và Hương Trà là các đô thị trực thuộc có vai trò để bảo tồn, hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm phát huy giá trị đặc sắc, cố đô và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. 4 huyện gồm Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới và dự kiến sắp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông. Sau khi giả soát, đánh giá hiện trạng tỉnh Thừa Thiên Huế theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 và Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thừa Thiên Huế đã đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương và hai khu vực dự kiến thành lập quận. Các khu vực dự kiến thành lập phường đã đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của quận, phường của đô thị loại 1. Đánh giá về hạ tầng, các cơ quan phản biện đánh giá cao sự phát triển về hạ tầng đô thị của Thừa Thiên Huế, từng bước khẳng định vai trò, tiềm năng, thế mạnh của Huế với hệ thống hạ tầng, các khu chức năng khá rõ ràng. Là đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua đề án đánh giá khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương với tổng số điểm là 82,91 điểm. Hội đồng thẩm định cũng đã đánh giá hai khu vực dự kiến thành lập quận đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của quận thuộc đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương và đã thống nhất đánh giá 5 khu vực dự kiến thành lập phường đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường thuộc đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Ngày 2 tháng 8 năm 2024, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành quyết định số 750/QĐ-BXG về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại 4. Trên cơ sở quyết định công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục còn lại để trình các cơ quan có thẩm quyền thông qua đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.